Central Group Việt Nam là thành viên mới nhất của tập đoàn Central Group. Được thành lập vào tháng 11 năm 2011, với cam kết đóng góp vào sự phồn vinh của Việt Nam và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt. Hoạt động của tập đoàn trải dài ở nhiều ngành kinh doanh khác nhau như kim khí điện máy, thể thao, thời trang, trung tâm mua sắm, thương mại điện tử, siêu thị, đại siêu thị và trung tâm thương mại. Tính đến nay, tập đoàn đã có một đội ngũ nhân viên hùng hậu cùng hệ thống cửa hàng phủ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Khởi đầu với 3 cửa hàng thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vào năm 2012. Đến nay, công ty đã có mặt trên toàn quốc với số lượng cửa hàng không ngừng gia tăng, bao gồm các cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm và các cửa hàng chuyên dụng. Tháng 1 năm 2015, Central Group Việt Nam công bố hợp tác chiến lược với Nguyễn Kim, nhà bán lẻ hàng điện tử hàng đầu Việt Nam, với hệ thống trung tâm mua sắm trải rộng trên toàn quốc và trang thương mại điện tử, nơi hội tụ của hàng trăm thương hiệu quốc tế có các hoạt động thương mại điện tử chuyên nghiệp. Cuối năm 2015, Central Group Việt Nam chào đón hợp tác chiến lược mới với Lan Chi. Thành lập năm 1995, Lan Chi là doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng chuỗi siêu thị chuyên phục vụ nhu cầu còn bỏ ngỏ tại thị trường nông thôn phía Bắc. Tháng 4 năm 2016, hệ thống siêu thị Big C trở thành thương hiệu tiếp theo gia nhập tập đoàn. Với mô hình siêu thị tích hợp trung tâm mua sắm, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng và mua sắm giải trí ngày càng phong phú của người dân, các siêu thị Big C đã trở thành điểm đến mua sắm yêu thích của người tiêu dùng. Trong tháng 5 năm 2016, Central Group Việt Nam hoàn tất sáp nhập Zalora Việt Nam, trang điện tử mua sắm thời trang hàng đầu Việt Nam với hơn 600 thương hiệu nổi tiếng. Central Group Việt Nam Global Sourcing, đây là mảng kinh doanh xuất khẩu của tập đoàn với nhiệm vụ chính là tìm kiếm và xuất khẩu các sản phẩm của Việt Nam ra các nước trên thế giới và quảng bá sự đa dạng và đặc sắc của sản phẩm Việt Nam, hướng đến xây dựng sự phát triển bền vững. Thành công của tập đoàn ngoài những thành tựu trong kinh doanh còn là những hoạt động cộng đồng với mong muốn là cầu nối để Việt Nam vươn xa với thế giới tươi đẹp hơn. Chúng tôi tiếp tục viết nên những câu chuyện thành công bằng cách tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam. Central Group Việt Nam.